cho biết là mình nghiên cứu quyết định nghiên cứu cái thực hiện cái đề tài này. À, từ năm 2012 thì khi mà chúng tôi xây dựng xong cái hệ thống website của trường thì là cái nhu cầu là nâng cấp lên một cái hệ thống mới là rất là quan trọng. Chính vì vậy mà tôi đã tư duy từ cái năm đó và đến năm cuối năm 2014 thì bắt đầu tôi xây dựng cái phần mềm này và xây dựng giải pháp này để chuyển đổi cái hệ thống cơ sở dữ liệu. Thì cái giải pháp của chúng tôi hiện nay thì cũng đã được triển khai và có thể chuyển đổi được tất cả cái dữ liệu. Hiện nay thì tôi đã chuyển đổi toàn bộ hệ thống dữ liệu website của trường sang cái công nghệ mới và đồng thời là chuyển đổi toàn bộ cái hệ thống quản lý điểm của trường sang tất cả các loại dữ liệu mà theo nhu cầu có thể sử dụng được. Nó rất là khó khăn bởi vì là khi mà chúng ta chuyển đổi sang một cái công nghệ mới cho một cái website chẳng hạn thì vấn đề khó khăn nhất chính là vấn đề về cơ sở dữ liệu. Nếu mà không chuyển đổi được cơ sở dữ liệu thì đương nhiên là chúng ta phải giữ lại một cái website cũ và xây dựng một cái website mới, thì đương nhiên là một cái điều là chúng ta sẽ phải đồng thời sử dụng cả hai website, nuôi cả hai website này, cái chi phí của nó sẽ rất là tốn kém. Còn quản lý điểm nhà trường thì hiện nay thì cũng rất là gặp rất nhiều khó khăn bởi vì là các cái hệ quản trị, tức là cái cơ sở dữ liệu của trường ấy, thì là hiện nay thì có cả FoxPro, có cả Access. Thế thì bây giờ muốn đưa lực nó đăng tải lên mạng thì chúng ta cần phải chuyển đổi cơ sở dữ liệu đó. Và hiện nay thì chúng tôi đã chuyển đổi được cơ sở dữ liệu. Và khi mà website đã chuyển được sang công nghệ mới thì chúng tôi sẽ đưa toàn bộ hệ thống điểm lên trường, thì sinh viên có thể thực hiện cái việc công việc tra cứu điểm của mình chứ không cần phải đưa cả cái bảng điểm lên như trước đây nữa. Các cái công việc mà chúng tôi sẽ hướng tới thì sẽ là tôi đang dự kiến là sang đầu năm 2017 thì sẽ thực hiện cái việc mà nâng cấp website lên. Thế còn trong từ nay cho đến năm 2019 thì có thể là xây dựng một mô hình tích hợp trên cơ sở cái hệ thống chuyển đổi mà chúng tôi đã xây dựng. Giải pháp trong cái ngành sư phạm hay là cái khả năng áp dụng của cái giải pháp này thì có ba cái ứng dụng rất lớn. Cái thứ nhất là chúng ta có thể trao đổi được dữ liệu qua mạng internet bởi vì chúng tôi đang sử dụng cái chuẩn XML. Đây là một cái chuẩn mà trên 60% các nước trên thế giới đang sử dụng, cho nên là phần mềm này có thể chuyển đổi được toàn bộ cái dữ liệu đó sang XML và từ đó thì chúng ta có thể trao đổi chia sẻ thông tin được qua mạng internet. Thứ hai là khi mà chúng ta cần nâng cấp và phát triển một cái phần mềm hoặc website theo công nghệ mới thì vấn đề khó khăn nhất chính là về vấn đề cơ sở dữ liệu. Cho nên cái giải pháp này của tôi sẽ giúp là chuyển đổi toàn bộ các cái dữ liệu này thông qua XML và chuyển đổi sang tiếp các cái cơ sở dữ liệu mới. Chính vì vậy mà nó sẽ giúp cho cái quá trình nâng cấp và hệ thống phần mềm cũng như là website nó sẽ rất là dễ dàng và mang lại hiệu quả rất là cao. Vấn đề thứ ba nữa là trong một cái hệ thống thông tin thì bao giờ cũng duy trì rất nhiều các loại cơ sở dữ liệu khác nhau. Chính vì vậy mà khi áp dụng cái giải pháp này sẽ giúp cho sẽ giúp cho chúng ta xây dựng được một cái mô hình tích hợp tất cả các dữ liệu lại với nhau để dùng chung, để xây dựng các cái báo cáo rồi các thống kê rồi cái phục vụ cái công việc in ấn vân vân. Khó khăn nhất thì chủ yếu vẫn là về cơ sở vật chất thôi. Ví dụ như là ở trường chúng tôi muốn áp dụng được thì chúng tôi cần xây dựng một cái máy chủ. Thì trên cơ sở cái máy chủ đó thì tôi lưu trữ được dữ liệu. Và lưu trữ được dữ liệu thì đương nhiên chúng ta sẽ lấy được dữ liệu ra để có thể áp dụng các cái giải pháp này. Vậy